Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, xin chào chị. Dạ, anh chào anh Thái. Dạ, anh chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em có một số cây hoa giấy thành phẩm để giao lưu với cô chú anh chị. Dạ, em mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Địa chỉ nhà vườn em là ở ấp Tân Thượng B, xã Tân Dương, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0334497872, cũng là số Zalo của em. Bữa nay bắt đầu em lên mã y nha cô chú anh chị. Một y tím siêu hoa. Dạ, tới ngang 45, chiều cao 56, dạ quỳnh cổ là 22, mã năm giao lưu là 250.000. Đế rất là quái của anh chị em. Dạ, mã 2y dưa hấu đỏ. Rồi một cặp của anh chị em. Dạ, tới ngang 43, chiều cao 55, dạ quỳnh cổ là 9. Này tới ngang 48, chiều cao 60, cái dòng cổ là 10, và mã năm giao lưu là 220.000. Và mã 3y cành vàng lá ngọc 3 màu đỏ hồng và trắng, mỗi cây 3 màu. Và tới ngang 45, chiều cao 56, rực rỡ hoa của anh chị em. Dạ, dòng cổ là 11. Này tán ngang 42, chiều cao 55, dạ quỳnh cổ là 12, dạ mã năm giao lưu là 250.000. Dạ mã 4y, cái này 6 màu lá xanh gồm dưa hấu hồng, dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng, phụng quần lửa và vàng quần kim với hồng gan cẩm thạch. Dạ, tới ngang 57, chiều cao 60, tiểu độ nữa nha quý anh chị em. Dạ, dòng cổ là 19, dạ mã năm giao lưu là 250.000. Cây lên đủ màu à. Dạ, mã 5y, này 5 màu lá xanh gồm màu đỏ zết pizza, màu tím tiết, màu tím siêu hoa, tím quế á, cái màu hồng tuyết, hồng tuyết kajata. Đó là gụ vàng nha, gụ vàng, cái này gụ vàng. Dạ, tán ngang 59, chiều cao 66, dạ dòng cổ là 18, dạ mã này em vô 180.000. Cây nó bị lỗi ở cổ cô chú anh chị, bị chóc da, nãy em xử lý keo không ảnh hưởng của anh chị, do vận chuyển nó va chạm à. Dạ, mã 6y, cái này 8 màu cẩm thạch gồm màu cam cầu vồng, màu hồng, màu tím siêu hoa, màu vàng ba la canh, màu đỏ, màu tím lục bình, tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 52, chiều cao 61, một rễ không anh chàng, dòng cổ là 18. Dạ, mã này em giao lưu 180.000. cây nó cũng bị chày gãy hư chú anh chị, tày nhẹ xương xương của anh chàng, không ảnh hưởng á, lúc vận chuyển bị chày gãy. Rồi, cây này em giao lưu là 180.000, 8 màu cẩm thạch. Dạ, mã 7y, 6 màu lá xanh gồm kajata, hồng tiết, tím quế, màu ba la canh, ba la canh lai, dứt pizza. Dạ, tán ngang 53, chiều cao 69, cổ là 17, mã này em giao lưu là 220.000. Mã 8y, tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 53, chiều cao 63. Dạ, dòng cổ là 20, mã năm giao lưu là 250.000. Để nườm rất là quái của anh chị em. Đang sổ kẹo búp à. Dạ, mã 9y, cái này 4 màu lá xanh gồm màu trắng tuyết, màu đỏ với pizza, màu ba la canh và màu tím huế. Có dạ, màu vàng vàng kim này nữa anh chị. Tới ngang 49, chiều cao 64, dòng cổ là 10, và mã năm giao lưu là 200.000. 4 năm màu lá xanh.
Dạ mã 10Y 6 màu cẩm thạch gồm màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu tím tiết, màu ba la canh, cam cầu vồng. Dạ tá ngang 49, chiều cao 74. Dòng cổ là 11, mã nam giao lưu là 220.000. Dạ mã 11Y đỏ lửa. Dạ tá ngang 53, chiều cao 64. Dòng cổ là 11. Này tá ngang 55, chiều cao 65. Dạ dòng cổ là 12, giá mã nam giao lưu là 250.000. Rồi một cặp đỏ lửa anh chị em. Dạ mã 12Y. Dạ tá ngang 50, chiều cao 62. Dạ vành cổ là 11. Này tá ngang 51, chiều cao 64. Dạ dòng cổ là 10, giá mã nam giao lưu là 250.000 một cặp. Dạ cây lại em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ 13Y cẩm thạch hồng, phớt hồng, cẩm thạch phớt hồng. Dạ tá ngang 47, chiều cao 62. Dạ quỳnh cổ là 10. Này tá ngang 45, chiều cao 55. Dạ quỳnh cổ là 10, giá mã nam giao lưu là 220.000. Mã 14Y cẩm thạch phớt hồng, giá tá ngang 46, chiều cao 65. Dạ dòng cổ là 12. Này tá ngang 50, chiều cao 55. Dòng cổ là 12, giá mã nam giao lưu là 250.000. Mã 15Y. Cái này 4 loại gồm hồng găng, vàng hoàng kim, dưa hấu đỏ, phùng bằng lửa. Bằng lửa. Dạ tá ngang 57, chiều cao 67. Quỳnh cổ là 17, và mã nam giao lưu là 250.000. Mã 16Y cẩm thạch hồng. Dạ tá ngang 58, chiều cao 70. Quỳnh cổ là 11. Này tá ngang 53, chiều cao 70. Quỳnh cổ là 10, và mã nam giao lưu là 250.000. Dạ mã 17Y. Tiếp tục vẫn là một cặp cánh cẩm thạch hồng của anh chị em. Dạ tá ngang 55, chiều cao 70. Dòng cổ là 10. Này tá ngang 52, chiều cao 70. Dạ quỳnh cổ là 11, và mã nam giao lưu là 250.000 một cặp. Cây cái form rất là đẹp à. Mã 18Y hồng găng. Dạ tá ngang là 60, chiều cao là 82. Quỳnh cổ là 14, mã nam giao lưu là 200.000. Cây cái nhánh này nó bị chạy nghe cô chú anh chị. Mà nó không sao quýnh chị. Mã 19Y 6 màu thái gồm màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu hồng phấn, màu trắng. Dạ tá ngang 72, chiều cao 90. Dạ dòng cổ là 14, mã nam giao lưu là 250.000. Cây này về lấy bo rất nhiều nha quý anh chị em, tàn thả.
Dạ, mã 20 cũng là 6 màu Thái. Dạ, cây này tán ngang là 90, chiều cao là 100, bình cổ là 24, nhưng mã nam vô lưu là 280.000. Cây này cái nhánh nó cũng bị như nó bị tét bên trên. Tét. Mà nó không sao, nó còn tươi. Rồi, mã nam vô lưu 280.000 6 màu Thái. Dạ, mã 21Y. Một cây tím siêu bông form tròn rất đẹp. Dạ, tán ngang 61, chiều cao 72, vòng cổ là 18, và mang vô là 350.000. Dạ, mã 22Y, tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 57, chiều cao 78, bình cổ là 18, mã nam vô lưu là 400.000. Dạ, mã 23Y cũng là tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 64, chiều cao 88, bình cổ là 21, mã nam vô lưu là 550.000. Dạ, mã 24Y mà tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 74, chiều cao 80, dạ, hoành cổ là 28, mã nam giao lưu là 800.000. Đế rất là lực quý anh chị em. Dạ, mã 25Y này tán ngang 65, chiều cao 88, bình cổ là 18, và mã năm giao lưu là 500.000. Cây đang rực rỡ bông quý anh chị em, form tròn quay. Dạ, mã 25Y cũng là mã cuối clip của vườn em hôm nay. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em thời gian qua. Dạ, ngày mới chúc cô chú anh chị vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo ở nhà vườn chị Phước Tài nha. Đại diện 25 mã số trong vườn thì còn nhiều, quý anh chị em nào cần nguồn nào thì cứ liên hệ trực tiếp sẽ hỗ trợ qua số Zalo nha. Pháp Thái Việt chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo ha.